Hello cả nhà, chiếc xe trước mặt cả nhà rất là đẹp, có mức giá niêm yết là 699 triệu. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ phải chi trả có số tiền là 539 triệu thôi anh chị em ạ. Có nghĩa là mình được trừ trực tiếp trên hóa đơn tới 160 triệu anh chị em nhá. Và đây là chiếc xe nằm trong phân khúc mà cùng với các đối thủ như là Hyundai Tucson hay Kia Sportage, Mazda CX-5 đó cả nhà. Mức giá 539 triệu thì thực sự là quá giật mình luôn. Và sau khi cả nhà mình mà cùng nhau nghiên cứu về thông số của chiếc xe này thì sẽ thấy chúng ta lại còn có thêm một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Nếu anh em đang cần một chiếc xe gầm cao, động cơ khỏe, option nhiều, đặc biệt là thiết kế rất ngon cùng với thời hạn bảo hành 5 năm không giới hạn km anh em nhá. Và tên của chiếc xe này là MGHS phiên bản Deluxe tiêu chuẩn của dòng xe HS đang phân phối tại Việt Nam. Ok, bây giờ thì mời anh chị em chúng ta cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn nữa về chiếc xe HS Deluxe này. Tại thị trường Việt Nam thì MGHS được phân phối với hai phiên bản nha anh em, bao gồm là Deluxe và Luxury. Cái tên thì đã nói lên tất cả rồi, Deluxe sẽ là phiên bản tiêu chuẩn, còn Luxury thì là phiên bản cao cấp. Đây là một trong những mẫu xe mà có sự khác biệt giữa các phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp, thực sự là rất khó để phát hiện luôn anh em nhé. Và phần lớn nó sẽ nằm ở trong những cái trang bị mà ẩn đi khi chúng ta sử dụng trực tiếp chúng ta mới phát hiện được thôi. Nói tóm lại là về ngoại thất nó sẽ giống hệt nhau anh chị em ạ, thực sự là không thể phân biệt nổi. Đối với chiếc MGHS 1.5 Deluxe này thì anh em biết là sẽ được trang bị chung một cái khối động cơ với phiên bản Luxury và chung hết nhau về cái thiết kế ngoại thất luôn nha cả nhà. Đều là bộ la răng 18 inch phay cắt rất là đẹp. Đều là kích thước như thế, dài tới 4,6 m, khoảng sáng gầm là 145 mm, chiều dài cơ sở lên tới 2.720 mm, thoải mái mang lại một cái khoang không gian nội thất rộng rãi với hai hàng ghế 5 chỗ ngồi, thậm chí là 5 người lớn trưởng thành có kích thước lớn cũng vẫn ok nha anh em. Phía dưới nắp máy thì mình sẽ có một khối động cơ i4 turbo tăng áp và cho công suất cực đại lên tới 160 mã, mô men xoắn là 250 Nm. Đi cùng với đó là hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép hệ dẫn động cầu trước nha cả nhà. Với khối động cơ 160 mã lực thì anh em biết là ở cái kích thước của chiếc xe này, khối lượng của chiếc xe này thì anh em sẽ nhận được một cái sự tăng tốc mình nghĩ là tất cả anh em đều phải giật mình hết thôi. Thực sự nó quá tuyệt vời anh em ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu những cái trang bị nó hơi khác biệt một chút so với cái phiên bản cao cấp Luxury. Đối với chiếc Deluxe này thì anh em lưu ý giúp mình là xe sẽ không được trang bị chế độ lái cũng như là sẽ không có lẫy chuyển số trên vô lăng nha cả nhà. Đấy, sự khác biệt nó sẽ nằm ở trong cái khoảng không gian nội thất thôi. Và nếu anh em lưu ý một chút xíu là cái nút bấm ở trên phiên bản Deluxe này, cái nút bấm màu đỏ mà tích hợp ở trên cái vô lăng thì chỉ xuất hiện ở trên phiên bản Luxury thôi nha cả nhà. Ở phía bên ngoài ngoại thất thì anh em vẫn sẽ có đầy đủ, đấy là cụm đèn full LED phía trước, phía sau, đèn ban ngày, đèn báo phanh trên cao sẽ được trang bị rất là đầy đủ. Ngoài ra thì anh em sẽ vẫn được trang bị là giá nóc này, rồi là đuôi lướt cánh gió sau này, cái ốp hông sẽ mạ chrome luôn. Nhưng đáng tiếc nhất là cốp điện thì chưa được trang bị trên phiên bản Deluxe này nha anh em. Còn ở phía bên trong nội thất thì gần như chúng ta sẽ không có mấy sự khác biệt đâu anh em ạ. Chúng ta sẽ có 5 chỗ ngồi thoải mái cho 5 người này, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ thì chỉnh điện 4 hướng, có thể điều chỉnh được cái đệm lưng ngả ghế, đồng thời là cái hàng ghế thứ hai mình có thể gập theo tỷ lệ 60-40, điều chỉnh được độ ngả rất là đơn giản anh em nhé. Anh em lưu ý giúp mình là đối với nội thất của dòng HS này thì anh em sẽ có hai sự lựa chọn, một là nội thất hai tông màu và hai là nội thất một tông màu tối. Tuy nhiên thì nếu anh em muốn lựa chọn chi tiết các tông màu thì nên trao đổi trực tiếp với các bạn sale bán hàng khi mà chúng ta tìm hiểu về chiếc xe này để tránh những cái trường hợp không cần thiết tranh cãi xảy ra khi mà chúng ta lựa chọn màu nội thất nó chưa chuẩn nha anh em. Một số các option khác về cái trang bị nội thất anh em có thể kể tới, ví dụ là khởi động bằng nút bấm này, rồi là vô lăng bọc da rất cẩn thận, hệ thống điều khiển điều hòa sẽ là một vùng độc lập này, cửa gió hàng ghế sau đầy đủ, hệ thống giải trí sẽ là màn hình 10,1 inch đi kèm với đó là 6 loa nha anh em. Và hơi tiếc khi trên phiên bản này thì chúng ta sẽ không được trang bị cái bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch digital phía sau vô lăng, cũng như là sẽ được chưa được trang bị cái gói đèn trang trí nội thất anh em nhé. Còn về tính năng an toàn trên phiên bản Deluxe này thì thực sự là cũng hơi đáng tiếc khá là nhiều so với cái phiên bản Luxury anh em ạ. Mình vẫn có kiểm soát hành trình này, có khóa cửa tự động theo tốc độ này, có cảm biến phía sau, có cam 360 xung quanh xe luôn, cùng với đó có chống bó cứng phanh này, có hệ thống kiểm soát ổn định này, rồi là phân phối lực phanh điện tử cũng như là phanh tay tự động có chức năng auto hold 4 túi khí. Tuy nhiên thì những gói trang bị an toàn ví dụ như là cảnh báo điểm mù hay là hỗ trợ chuyển làn thì trên phiên bản này chưa được trang bị nha anh em. Anh em có thể thấy là với một chiếc xe ở phiên bản tiêu chuẩn Deluxe có giá bán sau khi trừ hết khuyến mại chỉ khoảng hơn 500 triệu mà chúng ta được trang bị những cái option nó nhiều như vậy anh em ạ. Và đặc biệt về cái sự lựa chọn màu sắc thì anh em cũng sẽ có rất nhiều sự lựa chọn nhé, bao gồm là trắng kem này,
xám tro này, đen ngọc trai và đỏ lửa. Với mình thì mình cực kỳ thích màu xám luôn anh em ạ. Nhìn chiếc xe này nó mạnh mẽ, rất là khỏe khoắn luôn, đặc biệt là những cái đường chỉ đỏ kết hợp ấy ở phía ngoài ngoại thất, nó giúp cho chiếc xe nhìn nó có những cái nét mạnh mẽ mà không phải phiên bản nào, không phải chiếc xe nào ở trong tầm tiền cũng có được đâu nha anh em. Có một điều mình muốn chia sẻ với anh em về chiếc HS này, đây là chiếc xe mà đã đạt chứng nhận 5 sao an toàn kép của cả hai khu vực, đấy là châu Âu và Úc nha anh em. Một điều rất hiếm xảy ra trên những cái mẫu xe có giá thành dưới 1 tỷ nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với mức giá của chiếc HS Deluxe này. Chiếc MG HS Deluxe thì đang được niêm yết mức giá là 699 triệu. Tuy nhiên anh em sẽ được trừ trực tiếp trên giá bán lên tới 160 triệu, có nghĩa là mình còn thanh toán thực tế có 539 triệu thôi. Nếu anh em làm các thủ tục đăng ký lăn bánh tại Hà Nội thì sẽ là 648 triệu. Tại các tỉnh thành thuế 12% sẽ là 628 và tại thuế 10% sẽ là 614 triệu anh em nhé. Và nếu anh em có nhu cầu vay trả góp chiếc xe MG HS Deluxe này thì anh em sẽ được vay tối đa là 431 triệu, có nghĩa là tương đương với 80% giá trị xe trên hóa đơn và thời gian anh em có thể vay tối đa cho chiếc xe này sẽ là 8 năm. Ở Hà Nội thì chuẩn bị trước giúp mình là 217 triệu. Tại các tỉnh thành thuế 12% sẽ là 197 và tại thuế 10% sẽ là 183 triệu anh em nhé. Cái tiền gốc cố định hàng tháng anh em phải trả sẽ là 4,5 triệu, còn lãi thì sẽ giảm dần theo dư nợ gốc. Tổng số tiền cả gốc cả lãi anh em cần chi trả một tháng nếu mà mình dùng gói vay tối đa này sẽ dao động khoảng tầm 7,7 triệu đồng. Trên đây thì mình vừa show cho anh em về chiếc xe MG HS Deluxe. Đây là phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe HS đang phân phối tại Việt Nam. Mình xin phép tóm tắt lại một chút về chiếc xe HS Deluxe này. Đây là một chiếc xe gầm cao 5 chỗ trong phân khúc CUV hạng B, được nhập khẩu nguyên chiếc, được bảo hành tới 5 năm không giới hạn km và đặc biệt là có rất nhiều các option mà các mẫu xe tiền tỷ cũng phải mơ ước. Nhưng chiếc xe này sau khi trừ khuyến mại thì có giá bán dao động chỉ khoảng nửa tỷ thôi anh em ạ. Cụ thể là 539 triệu anh em nhé. Nếu anh em nào đang quan tâm về chiếc xe này, muốn xem xe trực tiếp, lái thử hoặc là cần cái bảng kê chi tiết hơn về cái mức giá lăn bánh cũng như là cái số tiền trả góp hàng tháng, anh em vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline mà mình đã đính kèm trên video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.